Dính rồi cả nhà ơi, dính rồi, nó vô nó đá con này, nó vô nó đá con này. Nó vô nó đá con bị biệt giả nè. Mấy con luôn. Nè các bạn, dính con này, nãy lúc đầu nó mi con cắt, sau này nó tới nó về nó đá cái con mò giả. Con này mập ú luôn, con này con cái cái nha. Anh chị em xem video trên kênh Hai Móm Official chuyên review trực tiếp bãi bên biệt. Anh chị em có thấy hay thì cho Hai Móm một cái đăng ký nha. Hai Móm chuyên bãi bên biệt trực tiếp về làm ngâm rượu, bán bên biệt cáo với lại bên biệt Hồng Thạch Bắc. Trên kênh Hai Móm Official trên YouTube. Quá đã. Tiếp tục mình sẽ ráng nửa tiếng, 20 phút nửa tiếng mình bãi tiếp con nữa, không có mình chuyển vô cây mít. Sáng giờ nó 3-4 con rồi.
mắt nó màu đỏ cả nhà. Quá đã. Thank you.